mạnh. Chúng ta sẽ tạo thành một đoàn tàu gồm 3 toa tàu. Nhiệm vụ của đoàn tàu di chuyển đến khu vực đựng rất là nhiều bóng bay. Ở khoảng trống giữa 3 thành viên, chúng ta mỗi lần di chuyển như vậy được quyền đem 2 trái bóng về vị trí này. Đội nào đem trọn vẹn được 6 trái bóng về đây với 3 lượt đi là đội đó thắng cuộc. Rồi, bây giờ thì sẽ là khoảng thời gian dành cho hai đội tạo vị trí. Thời gian để chơi phần chơi này cho hai đội bắt đầu. Đi nào. Mỗi lần chúng ta được lấy hai cái. Rồi chép mọi người. Xin không làm rơi bóng nha. Không làm rơi bóng con. Rồi quay về đây, vượt qua mặt cầu vàng. Rồi bóng lại. Bóng lại, đúng rồi. Giữ bóng, giữ bóng, giữ bóng. Lấy thêm hai trái bóng. Đúng rồi. Xin coi chừng bể bóng nha. Coi chừng bể bóng hoặc rơi bóng nha. Đừng làm rơi bóng nha. Rồi, đã hoàn thành trong vòng thứ hai. Tiếp tục với vòng thứ ba. Đúng là chim họa mi bay rất nhanh. Đây mới là vòng thử thách này, khi mà chúng ta phải có thêm hai trái bóng trên đầu của mình. Dễ quá, dễ thương. Gia đình tôi mở nhìn đi, dễ thương quá. Rồi cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Không được chạm tay vào bóng nha. Cố lên, cố lên, cố lên. Không được chạm tay vào bóng. Tuyệt vời. Cái này cũng sắp về đích rồi à. Trời ơi, mẹ chơi ôm bóng luôn rồi. Mẹ tắm thở ôm bóng luôn. Là, yeah. Như vậy là cả hai đội của chúng ta thì đã về tới đích. Nhưng theo quan sát của chúng tôi thì chỉ có một đội hợp lệ trong phần chơi này. Thực ra thì cũng phải thông cảm cho đội top mỡ về chiều cao, kích thước. Chênh lệch quá. Vâng, cũng có sự chênh lệch. Như vậy tại vòng 3, chiến thắng đã thuộc về chim họa mi. Xin được chúc mừng. Và tổng kết sau 3 vòng chơi thì chúng ta hãy cùng nhớ lại nhé. Ở vòng chơi đầu tiên, đội chiến thắng là đội top mỡ. Ở vòng chơi số 2, chiến thắng lại tiếp tục thuộc về đội top